Thời gian từ giờ lúc thi không còn nhiều đâu, nắm ưa đến đó. Con những ngày học bài mà mẹ. Ba mẹ làm được vất vả để lo cho con điều kiện như bây giờ. Thứ nhất con cần phải làm ấy, đó là học thật giỏi. Sao ba không thấy con học hành gì hết vậy Xuyên? Dạ, hôm nay chủ nhật mà ba. Ba cho con nghỉ một ngày đi. Chứ bình thường trong lớp á, đầu con muốn nổ tung ra luôn á. Đi lên trên phòng lấy tập cho ba coi. Con học được cái gì rồi? Chịu đủ không ba? Chứ sắp ăn cơm rồi, con lười lên lấy lắm. Đi lấy cho ba coi, nhanh lên. Hai điểm, ba điểm, năm điểm. Con học hành cái kiểu gì vậy Xuyên? Dưới điểm trung bình không à? Dạ, tại bài khó quá. Với lại cô giảng nhanh, con nghe không có kịp. Con không biết giơ tay lên hỏi cô, hoặc về nhà hỏi mẹ hả? Mẹ dữ lắm. Mỗi lần con hỏi con sợ mẹ chửi. Ông có hay chào nhàm dây nó. Ông có hay chào nhàm dây nó. Cô còn bao nhiêu việc phải lo? Thì lo cho cái nhà này, chăm sóc con cái là trách nhiệm của bà mà. Xuyên, có phải ngày nào nhắc nhở con học hành hay không? Ở trên trường ấy, cô dạy nhanh, con học được ra không sao. Còn trung tâm thì sao? Con học được gì à? Bà là mẹ đó, bà không kèm đó. Giao cho mấy cái trung tâm đó, hèn chi nhỏ nó học tệ, đúng rồi. Đấy, con thấy chưa? Mẹ làm nó vất vả rồi, về nhà còn cơm nước nhà cửa nữa. Có tối nào mẹ không mang sữa cho con không? Nhớ con học bài hay không? Đấy bây giờ ba la mẹ kìa. Con xin lỗi. Tại sao không hỏi từ thế? Em bản thân phải nói con xin lỗi vậy? Thôi, con vô ăn cơm đi. Có chuyện gì nói sau. Cơm nước thì tầm này nữa. Cho ăn uống đầy đủ quá, là hoàng không ra sao cả. Xuyên ơi, chị tới rồi nè. Cô vào đây, tôi có chuyện muốn nói. Dạ. Mỗi khi cô dạy Xuyên ấy, con bé có tập trung học bài hay không? Dạ có. Em thấy bé nhà mình á rất là có năng khiếu về đàn luôn á chị. Mỗi lần mà bé lên trả bài cho em á, em thấy bé làm rất là tốt. Nhưng mà bộ có vấn đề gì hay sao chị? Chắc là hết tháng này tôi cho Xuyên nghỉ học để con bé tập trung ôn thi. Mẹ ơi, không có được đâu. Con sắp thi cấp thành phố rồi. Giờ mà nghĩ là không có được. Đây chính là nguyên nhân con chỉnh màn việc học đúng không? Tại sao các bạn trên lớp đều theo kịp nhưng con thì không? Thi năng khiếu nó quan trọng hơn thi cấp 3 đấy hả? Mẹ đã quyết rồi, con đừng có cái. Mẹ. Suốt ngày toàn công việc. Ở nhà với con cái, chuyện con cái học hành cũng không biết là sao. Chẳng phải tôi đã giải quyết rồi sao? Bây giờ muốn tôi làm gì nữa? Bà nói tôi nghe coi. Bà giải quyết xong rồi, bà còn nhìn nhận ra vấn đề gì không? Ông đang ý kiến cách dạy con của tôi đấy hả? Ông giỏi thì ông ở nhà ông dạy con đi. Đừng đi công tác nữa. Đỡ được cả một khoản tiền học thêm ở trung tâm. Thậm chí tôi không phải đi đón nước đã trời mưa gió nữa. Bà đó, lúc nào cũng áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác. Trong khi con của mình á, thì chỉ giải quyết được vấn đề trước mắt, còn vấn đề cốt lõi thì không nhìn nhận ra. Nói thì hay lắm đấy, ông thử làm đi. Kỳ cục. Giờ này mà còn ngủ cái gì nữa? Dạy cùng tôi xem giáo trình của con Xuyên, mà biết cách dạy cho nó nè. Mới cấp 2 thôi có khó gì đâu mà ông nằm quá lên vậy trời. Mấy văn phụ ấy tôi dẹp hết rồi. Anh yên tâm, không phải lo lắng mấy thứ đó đâu. Thì bà cứ đọc đi. Cái gì? Đây là chương trình lớp 9. Khác với thời của tôi với bà quá. Bảo sao con Xuyên nó không căng thẳng. Mà ông yên tâm, ở trung tâm nó dạy hết cho con mình rồi. Tôi với ông không cần phải tìm hiểu mấy thứ này đâu.
Mà không biết tại sao con Xuyên nó học đàn giỏi như vậy à? Còn đạt giải nhất toàn trường nữa. Sao mấy môn học này nó lại học kém? Vì nó dồn tâm hết môn đó rồi. Tại vì nó cảm thấy thoải mái với những môn học đó nên nó tiếp thu. Việc của tôi với bà bây giờ là làm sao cho nó thích thú những môn học này mà nó học. Ba. Ủa, mẹ chứ không phải ba dạy hả? Mẹ dạy con không được sao? Dạ không phải, tại mấy bữa nay ba dạy nên. Để tập tao mẹ kiểm tra. Trong quá trình mẹ kèm ấy, có bài tập khó thì con cứ hỏi mẹ, không phải sợ. Dạ. Học với mẹ áp lực lắm hả? Cố gắng học cho tốt nha. Nếu đợt thi học kỳ 1 này có đạt điểm cao ấy, thì mẹ sẽ cho con học lại đàn. Mẹ hứa nha. Sao? Hai mẹ con học hành tới đâu rồi? Ba về. Ba ơi, mẹ hứa với con á, nếu như mà con thi tốt, mẹ sẽ cho con đi học lại đàn đó ba. Ừ. Mẹ ơi, còn vụ thi cấp thành phố của con thì sao? Mà mẹ đừng có lo, cuộc thi đó sẽ diễn ra sau Tết tận 2 tháng lận. Trước đó con sẽ cố gắng thi thật là tốt để có kết quả tốt. Rồi mẹ cho con với cô luyện tập để thi đánh đàn nha mẹ. Nếu cuộc thi này con đạt kết quả cao thì cả ba và mẹ đều đến sân khấu biểu diễn được không? Dạ mẹ.